Phương ơi, hello mọi người. Nay Phương sẽ nói về vấn đề rò điện. Thì ở trong nhà của mình thì đa số các thiết bị á, là hiện tại nó đang bị rò rất nhiều, giống như là máy rửa chén, tủ lạnh, máy nước nóng rồi đó. Thì mình nên có những cái thao tác để cho nó chống rò, giống như máy. Cục nóng máy lạnh cũng rò ha. Thì mình có thao tác chống rò thì hiện tại thì giống như cái tủ lạnh của nhà mình ở đây. Đây. Nó đang bị rò nè, dòng inverter đang bị rò chắc chắn rồi. Thì nó rò thì nó sẽ bị giật á. Nếu như mà các bạn người lớn á, bạn đụng vô là giật liền. Còn các bạn hình dung các em bé mà lỡ mà bò mò vô mà đụng vô thì nó rất nguy hiểm ha. Nên là các anh chị lưu ý vấn đề này, mình phải nhà mình tự xử đi, mình làm liền cho nó ổn định. Gọi là làm liền nha. Phương nói thì nếu như các anh chị nào có coi clip của Phương á thì mình cứ coi cái thiết bị của mình rồi mình làm liền, nên làm liền để cho anh chị nhà nếu có em bé hay cái gì đó, hay vợ con gì đó, cái phụ nữ á họ không có rành thì họ đụng vô cái nó giật cái họ rất sợ quán ha. Thì giờ Phương quay cái cảnh mà cho các anh chị biết là nó bị rò như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Nó cũng không thấp đâu nha Phương, mỗi lần nó rò giờ có hơn cái 100 V lần á, điện của mình thì 220 mà nó rò hơn 100 là các bạn hiểu rồi đấy, nó khá đấy. Thì giờ Phương sẽ dùng một số thiết bị, Phương sẽ đo coi nó rò là như thế nào và nó giật như thế nào, cho cái nó rò như thế nào cho anh chị các anh chị coi nha. Rồi, giờ Phương quay đây. Rồi, giờ đây là cái mặt lưng của cái tủ lạnh nè. Đó, đúng không các bạn ha? Đúng không? Ở đây là cái mặt lưng nè, cái này mặt trước nè. Đấy. Cái này mặt lưng thì nó bị rò thì cái mặt này nè là nó không có bị đâu, cái mặt này nó đã sơn nó làm tĩnh điện rồi nó không có bị giật vậy đó. Nhưng mà đụng vô đây nó giật nha, đụng vô đó là nó giật đó. Cái này miếng sắt nè, đụng vô đây là nó giật nha, nên là hiện tại Phương không đụng làm gì, không có chơi kiểu đó. Này không giật, này đụng đó ha. Này thì giờ đây thì giờ Phương quay cho các anh chị coi nha. Nó rò bao nhiêu và nó đỏ như thế nào để nhận biết, thì các anh chị cứ để mà nhận biết á, dễ lắm. Các anh chị mua giùm Phương một cái cây dưới thứ điện như thế này nè, nó tùy theo. Nhu cầu cái cây của Phương đây thì 100 mấy lận, các anh chị ra ngoài tiệm điện á mua cây có ha, mười mười mấy ngàn cũng có, còn về làm tạm cũng được. Tại vì cái cây của Phương đây là mục đích Phương đi làm á, do là Phương cần cần phải dặn, đôi khi phải vặn á, vặn không cần phải đi xuống xuống dưới phòng để lấy vít. Nên là cái cây của Phương là những cái đầu này nè, cái đầu này rất rất ok, cây này của Fujita nên là nó rất tốt, 100 mấy lần đây ha. Thì Phương sẽ dùng cái cây này trước để cho anh chị coi. Ở nhà các anh chị chỉ cần dùng cái cây này được rồi. Nó ở nhà mình các anh chị nên mua một cây có mười mấy ngàn à, mua về để thử để dò điện rò với làm gì làm ha. Đây mình sẽ coi cho con anh chị coi nè, vậy thấy không, nó đỏ đó, đụng vô nó giật đó nha, đừng giỡn, nó đỏ là nó rò đó, nó rò là nó giật á, đụng vô là giật ra nè, đó. Đó anh chị thấy không nè, đụng vô cái ống cũng bị cũng cũng đỏ nè, ống đồng cũng đỏ luôn, túm lợi là nó bị rò là nó đỏ hết đó, anh chị thấy không, rất rất nguy hiểm. Thì đây rồi, bây giờ mà Phương sẽ tiến hành đo cái vôn cho các anh chị coi à. Phương đo vôn, cứ thôi nó lên được bao nhiêu vôn. Đây. Đây ha, Phương thấy chơi Phương vẫn sử dụng cái đồng hồ này. Đây, Phương chỉ dùng hai cây. Đó, một cây Phương chấm vô đây. Chấm cái nào. À, không có gì hết. Phương đo trực tiếp vô người mình coi nó qua bao nhiêu. Nè, nó đi qua nếu mà nó rò nè, nó tới 100. Ba vôn, 112,9, coi như 113 nè. Nó rất nguy hiểm. Các bạn thấy không?
110 mấy vô nè, mà điện của mình là có 220 V thôi mà nó tới 110 mấy rồi thì nó rất nguy hiểm. Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó rất nguy hiểm. Đó. Ừ. Điện rò này. Đó. Đỏ thù lừ. Thấy không? Nó rất nguy hiểm với cái kiểu mà dòng điện rò như thế này. Thì mình giải quyết bằng cách nào? Rất đơn giản. Các anh chị giải quyết bằng cách này ha. Lấy cho mình một cái khúc dây điện. Đây, ở nhà mình làm ở đây. Lấy cho mình một khúc dây điện và một cái đinh. Trong cái ngay cái chỗ nào mà đặt cái tủ này á thì các anh chị đóng thẳng cái đinh nó xuống. Lấy cái đinh nha, đóng thẳng nó xuống. Rồi, cái còn lại các anh chị bắt vô bất kỳ một con ốc con vít nào ở đây cũng được. Đó. Bắt vô. Cứ bắt vô thôi. Đó. Các anh chị bắt vô bất cứ một con nào thì chút xíu mình sẽ mình làm cho các anh chị coi. Này nha, giờ mình làm cho các anh chị coi nha. Thì nó sẽ hết à. Đây. Nên dịch bật kê. Bắt vô bất kỳ một con nào. Con nào cũng được nha, mình xin nói lại là con nào cũng được nha. Các anh chị cứ bắt vô. Sau khi bắt vô thì mình đo lại coi nó còn bị không. Tại vì mấy cái em bé rồi các chị em phụ nữ đụng vô nó rất nguy hiểm. Rồi, mình đã bắt vô rồi đó. Mà thấy không? Nè, mình bắt vô cái con này. Miễn sao cái con nào nó trong dàn sexy của máy là được rồi. Đây. Đó. Mình bắt vô cái con đó đó. Đây. Thấy không? Bắt vô con đó. Đây ra nè. Hay là anh chị bắt vô đây cũng được. Cái con này hồi nãy mình đo có điện nè, đúng không? Nãy mình đo mấy con này là có điện hết. Đó. Thì giờ mình bắt vô đó thôi. Thì giờ mình đo lại cho các anh chị coi nha. Sau khi mình bắt cái dây vô rồi thì giờ mình đo. Trước tiên thử bằng cái này trước. À. Vậy thấy không? Đâu còn đỏ điện đâu. Hết rồi nè. Đó, vậy chứ dở cái dây ra là có điện à. Nè, hết rồi nè. Thấy không? Giờ mình lấy đồng hồ. Cái thứ hai, anh chị không có cái này cũng không sao nha, không có đồng hồ cũng không cần đâu nha. Cái này là do mình có nên mình làm cho anh chị coi thôi, để biết thôi. Nè, cắm vô. Nãy mình cắm vô đây này đúng không? Sắt nè. Đó. Nè đó. Hết rồi đó. Nó đâu còn đâu. Vậy đó không? Nó rất tiện. Đó. Thấy không? Nó đâu còn đâu. Nè. Cắm vô nè. Bên này có con ốc nè. Vậy đó không? Để mình quay cái này luôn qua. Có ngốc nè, hết rồi nè. Đó, để đó không? Ok, quá ok đúng không? Nếu như mà mình bỏ qua chút chơi sức nhỏ thôi, nhưng mà nó các em bé mà nó đụng vô thì nó rất nguy hiểm. Thì nên Phương nên khuyên các anh chị là nên làm liền ha. Mua cái dây điện này về, cái chỗ nào mà có thì làm cứ làm như Phương vậy. Kiếm một khúc dây điện, không cần dây điện to, dây điện nào cũng được hết á. Cứ có khúc dây điện là được. Khúc dây điện xong mình cứ lấy cái đinh á, mình đóng thẳng xuống như nào á. Đó, cái đằng sau lưng nó đóng thẳng xuống. Cứ đóng xuống là nó đầu nó hết rồi. Đây. Đó, đóng thẳng xong rồi xuống là mình bắt vô cái dàn sexy. Cái chỗ nào có con ốc nè, đó. Cái này nè, nãy giờ mình cứ quay quay mà cho bạn chưa thấy nè, thấy không? Nó có hai con đó, bắt vô bằng sắt nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này mấy cái chỗ này nè. Hồi nãy mình đụng vô nãy giờ á. Giỡn nha, giờ đụng vô tư rồi nè, đó thấy không? Các em bé đụng vô rất an toàn. Lỡ như các em bé bò lại đụng vô. Nó thì nó không có ảnh hưởng gì tới nguy hiểm cho bé ha, sợ nhất là những các em bé. Rồi chắc video của Phương là nè đó, những cái đồ vô công cụ thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi đó. Đó thôi, video của Phương là đến đây đã kết thúc. Hy vọng mọi người có thể làm để cho nó không có phải xảy ra tình trạng rò điện ở trong nhà của mình, để cho nguy hiểm tới tính mạng của mọi người trong gia đình được. Các anh chịu khó làm xíu thôi, nhưng mà rất hiệu quả.
Rồi mà Phương kết thúc video tại đây. Nếu anh chị nào cảm thấy thích thì cho Phương một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh Phương để ngày Phương làm nhiều video để phục vụ cho nhu cầu mục đích của điền nhà mọi người. Rồi, Phương cảm ơn rất nhiều. Bye bye.